Quảng Ngãi vận hành thử nghiệm 256 tỷ đồng. Ngày 10 tháng 7, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi đã chính thức đưa bến cảng Bến Đình, thôn Đông An Vĩnh, huyện Lý Sơn vào khai thác thử nghiệm theo quy định của pháp luật hàng hải. Tại buổi vận hành thử nghiệm, tàu khách An Vĩnh Express cùng thủy thủ đoàn đã rời cảng Bến Đình chở theo 152 hành khách vào cảng Sa Kỳ. Việc xuất bến an toàn, thuận lợi, nhanh chóng và đúng thời gian kế hoạch đề ra. Ngoài ra, tàu khách siêu tốc Hòa Bình, tuyến Sa Kỳ, Lý Sơn đã chính thức nhập cảng Bến Đình, toàn bộ hành khách xuống tàu, lên đảo an toàn. Cảng Bến Đình thực hiện kiểm soát vé qua cửa bằng điện tử, đón khách ra tàu bằng xe buýt. Đây là một cảng hiện đại, tạo diện mạo mới cho Lý Sơn, góp phần thu hút du khách đến huyện đảo này. Bến cảng Bến Đình là công trình cảng biển cấp 4, công trình dân dụng và hạ tầng kỹ thuật cấp 3, công trình năng lượng cấp 4 theo quyết định số 1595/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi. Công trình gồm một bến cầu tàu dài 240 m cho phép neo đậu đồng thời một tàu có trọng tải 2000 DWT, một tàu trọng tải 1000 DWT và một tàu khách trọng tải 400 ghế. Kè bảo vệ bờ dài hơn 526 m, diện tích khu đất lấn biển 4,8 hectare, nhà ga hành khách cao 2 tầng với tổng chiều cao 10,95 m, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 19,36 m2. Ngoài ra, nhà trạm bơm cao 1 tầng với diện tích xây dựng 28 m2, tường rào dài hơn 260 m, sân gạch lát gạch terrazzo khoảng 3.874 m2, bãi đỗ xe khoảng 2.770 m2, đường bê tông xi măng khoảng 216 m, hệ thống phòng cháy chữa cháy, cấp thoát nước, chiếu sáng và một số hạng mục công trình phụ trợ khác. Tổng mức đầu tư lên tới 256 tỷ đồng. Kể từ thời gian đưa vào khai thác thử nghiệm, tất cả các tàu khách, hàng hóa khi đến huyện đảo Lý Sơn sẽ cập vào cảng này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video kênh Tin Nóng Cà Phê 24 giờ. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận những thông tin mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.